Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Thắng Mang lần thứ tư. Và thưa quý Phật tử, trước khi chúng ta học kinh Thắng Mang vào phần giảng luận sở học bao la, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử và nghe hai câu chuyện để rồi từ cái ý vị của hai câu chuyện đó mà chúng ta quán chiếu về cái đời sống hiện tại của chúng ta trong cung cách của người đệ tử Phật. Và cũng để rồi chúng ta chiêm nghiệm qua hai câu chuyện đó để chúng ta thấy được rằng cái hạnh nguyện độ sinh của chư vị Bồ Tát nó được dàn trải và xây dựng một cách kiện toàn trong ngôi nhà Phật giáo trên cái hạnh nguyện độ tha. Mà ở nơi đây, người mà mang hạnh nguyện độ tha đó không ai khác hơn chính là Thiện Tài Đồng Tử, chính là Duy Ma Cật Lão Thành, chính là Thắng Mang Phu Nhân. Và ngoài những nhân vật được biểu tượng trong văn học Đại Thừa Phật Giáo, tự thân của chúng ta ngày hôm nay cũng là các vị Bồ Tát đó. Chúng ta đi hóa độ bằng đôi tay nhiều tình thương, bằng trái tim nhiều nhiệt huyết. Và từ sự nhiệt huyết và tình yêu thương đó, chúng ta san bằng hết tất cả mọi hận thù, san bằng hết tất cả mọi dị biệt, để chúng ta đứng trên và vượt lên trên những cái sự nghĩ ngợi của thế gian, những cái cách đối xử một cách thường tình của người thế tục. Và thưa quý đạo hữu, đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này nằm trong văn học dân gian của Việt Nam chúng ta, hay là những câu chuyện mà khi chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ rằng đó có thể là một câu chuyện ngụ ngôn hay là một câu chuyện được giáo dục để cho con người nương vào sự giáo dục ấy, nội dung của câu chuyện ấy mà chúng ta có được một cuộc sống giữa người với người một cách được tốt đẹp. Câu chuyện ấy là có hai con dê, một con dê ở đầu cầu bên này nó đi qua đầu cầu bên kia, và một con dê ở đầu cầu bên kia nó đi qua đầu cầu bên này.
Và thưa quý đạo hữu, khi hai con dê gặp nhau giữa cầu, với lại hơn nữa chiếc cầu nó nhỏ hẹp, giống như là cầu khỉ hoặc là cầu dừa ở miền Tây Việt Nam chúng ta vậy đó, chỉ có một người đi thôi. Và nếu mà có muốn người thứ hai đi qua thì mình phải né qua một bên một cách khéo léo, nhường đường cho người ta đi thì mới được, còn bằng không thì không có được. Và khi hai con dê gặp nhau giữa cầu như thế đó, con dê ở bên đầu cầu này nói: anh hãy tránh đường cho tôi đi. Con dê ở đầu cầu bên kia nói: cái chiếc cầu này là chiếc cầu mà mỗi ngày tôi đi qua, và không ai bắt tôi phải tránh. Con dê ở đầu cầu bên này, nó ngước đầu lên, nó nói: anh hãy nhìn xuống cái dòng nước đang chảy xiết kìa. Anh có muốn xuống nếm cái dòng nước đó, nó mát, nó trong như thế nào không? Và con dê ở đầu cầu bên kia nó cũng không vừa gì, nó nói lại: nếu tôi xuống nếm cái dòng nước ấy, xuống tắm cái dòng nước ấy, thì anh với tôi hãy cùng xuống một lần. Thưa quý Phật tử, đó là những sự thách thức, những cái sự mà nóng giận, những cái sự mà điêu ngoa của tâm tư chúng sinh, mà trong cuộc sống này dường như không thiếu những cái tâm tư ấy, không thiếu những cái tình tự ấy. Để rồi lời qua tiếng lại, hai con húc đầu vào nhau, và con nào cũng nghĩ rằng mình sẽ có sức mạnh, mình sẽ ủi cái con kia rớt xuống dòng sông. Nhưng đó chỉ là một sự lầm tưởng của con dê. Và sau một hồi bán húc với nhau, cả hai con dê đều rớt xuống dòng nước biếc, dòng nước chảy xiết và nhận chìm hai con dê, không còn thấy tâm dạng đâu nữa hết. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng sinh mà can cường, chúng sinh mà hung hãn, chúng sinh mà tranh chấp với nhau, chúng sinh mà tật đố với nhau, chúng sinh không nhường nhịn với nhau thì chúng sinh sẽ đưa đến sự chết. Mà không phải sự chết của riêng mình, mà cả hai đều chết. Đó là trong ý nghĩa, trong cái việc làm, trong cái sự suy tư của chúng sinh. Mà khi nói đến chúng sinh là thiếu vắng cái bóng dáng của trí tuệ, thiếu vắng cái bóng dáng của từ bi. Vì thiếu vắng bóng dáng của từ bi và trí tuệ đó, cho nên chúng sinh đó sẵn sàng húc đầu với nhau và cuối cùng nhận lấy cái chết. Những hình ảnh ấy, những hành động ấy, những việc làm ấy không thiếu trong cuộc đời này. Vì không thiếu trong cuộc đời này, cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải có lòng từ bi và trí tuệ để nhận chân được những việc làm của chúng sinh mà chúng ta có thể tránh được những cái tai ương, những cái sự khổ đau mà thực trạng trong những tâm niệm của chúng sinh gây nên. Ước mong rằng ngang qua câu chuyện của hai con dê giành đường đi mà không nhường nhịn cho nhau, đó là một bài học thực tế trong cuộc sống, là chúng sinh đấu tranh với nhau, chúng sinh sẽ đưa đến sự chết. Thưa quý đạo hữu, câu chuyện thứ hai đó là
Ở trên đồi núi kia có hai thầy trò cùng sống với nhau dưới một túp lều tranh thiền cốc. Và ngày nào người học trò cũng quanh quẩn với sư phụ của mình, và ngày nào người sư phụ đó cũng giảng dạy cho người học trò của mình oai nghi phép tắc, để rồi cùng hai thầy trò tương rau dưa muối sống với nhau qua ngày. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, một ngày kia vị sư phụ đó nhìn thấy cái tướng của chú Sa Di đó, nó hiện lên cái tướng chết, mà cái tướng lanh lẹ khỏe mạnh như những ngày năm tháng trước giờ này không còn trên khuôn mặt của chú Sa Di ấy nữa. Vị thầy thấy như thế đó nhưng mà không nói những gì với chú Sa Di hết. Và ngày hôm sau sư phụ gọi chú Sa Di đã đến, nói ngày mai con hãy về thăm gia đình của con, thăm cha thăm mẹ của con, rồi 2-3 ngày trở về lại thiền cốc để ở với sư phụ nghe. Chú Sa Di nghe sư phụ nói như thế đó thì chú Sa Di cũng vâng lời sư phụ, và đâu có biết được rằng ý của sư phụ như thế nào. Và nhìn thấy cái tướng chết hiện trên khuôn mặt của mình như thế nào, cho nên chú Sa Di vào sáng ngày mai dậy xếp một bộ đồ ngắn, bỏ một cuốn luật ở trong tay nải, rồi đảnh lễ sư phụ và xuống núi về xóm làng, về nhà để thăm cha mẹ như lời của sư phụ dặn. Thưa quý đạo hữu, trên con đường đi từ thiền cốc trên núi kia, ngang qua những con đường, ngang qua những cánh đồng, ngang qua những xóm làng, thì thưa quý đạo hữu, ngang qua những xóm làng, những cánh đồng, những ruộng lúa đó, trời mưa. Và khi trời mưa xuống như thế đó thì chú Sa Di vẫn tiếp tục đi, và đi đến một cái dòng sông nhỏ. Vì trời mưa cho nên những đàn kiến nó bò ở trên đường đó bị nước trôi xuống dưới dòng sông đó, và đàn kiến ấy nó mắc phải một cái cọng dây ngang qua cái dòng sông, và đàn kiến đu cái cọng dây giữa dòng sông đó. Chú Sa Di đi đến đó nhìn thấy đàn kiến bị mắc nạn, và chú phát khởi lên ý nghĩ là làm sao để cứu cái đàn kiến này. Nếu không cứu nó sẽ bị dòng nước kia cuốn phăng nó đi, và dòng kiến sẽ chết, đàn kiến sẽ chết, tội nghiệp. Và nhìn tới nhìn lui không thấy có một cái gì để có thể cứu được đàn kiến đó, cho nên chú Sa Di đó mới nghĩ rằng thôi mình cởi cái chiếc áo này ra đi. Và chú Sa Di cởi chiếc áo ra, nhẹ nhẹ bước xuống bờ sông và đưa nắm cái vạt áo rộng ra, hốt hết cái đàn kiến đu trên cái sợi dây ngang qua giữa dòng sông đó. Chú Sa Di bước lên bờ, nhẹ nhẹ rủ cái đàn kiến rơi trên bờ sông, và những con kiến nó được trở lại bờ khô ráo, nó vui vẻ, nó bò, nó chạy một cách yên vui. Và thưa quý đạo hữu, khi mà chú Sa Di đó cứu đàn kiến xong rồi thì chú Sa Di đó cũng mặc áo lại và tiếp tục trở về nhà để thăm cha thăm mẹ của mình sau 3 ngày. Sau khi thăm cha mẹ xong rồi, chú Sa Di lại tiếp tục trở về lại thiền cốc như lời của sư phụ dặn, để tiếp tục tương rau dưa muối, ngày 2 thời công phu, buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, buổi chiều tụng Di Đà, hồng danh Bảo Sam.
Nhưng khi chú Sa Di đó đi về vào đảnh lễ sư phụ, dạ bạch sư phụ, con mới về. Vị thầy đó nhìn lên khuôn mặt của chú Sa Di đó, thì vị thầy đó không còn nhìn thấy cái tử tướng nó hiện lên khuôn mặt của chú Sa Di đó, mà bây giờ khuôn mặt của chú Sa Di đó sao mà sáng sủa quá, đẹp đẽ quá. Thì cái vị thầy đó mới hỏi: này con, những ngày con về từ nơi thiền cốc ở nơi đây, cũng như về tới nhà và sau 3 ngày ở với gia đình, con có làm gì không? Ba mẹ con có khuyên dạy con gì không? Vân vân và vân vân. Những lời nói đó là những lời thăm hỏi, dò hỏi, coi thử rằng chú Sa Di có làm việc gì, vân vân. Thì chú Sa Di đó cũng thật lòng bạch sư phụ: con về thăm gia đình của con cũng bình yên, ba mẹ của con cũng bình yên và tất cả đều được an lành. Nhưng có điều, trên con đường đi con gặp trời mưa, và tới một dòng sông con thấy đàn kiến mắc nạn giữa dòng, cho nên con cởi cái áo ra và vớt hết đàn kiến lên và rủ nó ở trên bờ để nó được sống, sau đó rồi con tiếp tục đi. Vị thầy nghe chú Sa Di nói như thế đó, thì đó là một cái nhân duyên mà chú Sa Di đã tạo tác được một cái duyên lành tốt. Và từ chỗ đó, từ cái việc làm cứu được đàn kiến sống, mà cái chết của chú Sa Di không còn nữa. Vậy thì qua câu chuyện thứ hai, chúng ta thấy được rằng con người làm việc lành, con người làm việc thiện, con người được sự sống. Chúng sinh làm điều ác, chúng sinh không tương nhượng với nhau, đấu tranh, hục hạc với nhau, chúng sanh đưa đến sự chết. Và con người có lòng từ bi, biết thương yêu loài vật, biết cứu giúp mọi người, thì chính cái tinh thần thương yêu loài vật, cứu giúp mọi người là chất liệu nuôi lớn bản thân của mình, tăng thêm tuổi thọ và không còn có những tử tướng hay là chết yếu như bình thường bao nhiêu con người khác. Qua hai câu chuyện đó, quý nam nữ cư sĩ Phật tử hãy suy tư, nghĩ ngợi, quán chiếu. Làm con người có lý trí, làm con người giàu lòng từ bi, làm con người có nhiều sự yêu thương, cần mẫn và giúp đỡ cho tha nhân, ấy là giá trị chân thật. Còn nếu làm chúng sinh mà không có cái tấm lòng từ bi, thiếu vắng cái sự tương nhượng, bao dung và gìn giữ cho nhau, thì chúng sinh ấy sẽ bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia. Do vậy, chúng tôi chân thành kính tặng quý nam nữ cư sĩ Phật tử hai câu chuyện đó trước khi chúng ta đi vào nội dung của buổi học hôm nay. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã lắng nghe. Hôm trước chúng ta đã học về thực tiễn hành động qua cái biểu tượng của thiện tài đồng tử, giữa sự đối đáp của Ngài Đại Trí Văn Thù và thiện tài đồng tử đó, cũng như các biểu tượng mà từ cái vai trò của một anh chàng thanh niên
học thức, đến một vị lão thành phát tâm tu tập Bồ Tát hạnh, đến một vị thắng mang phu nhân đi trên cái con đường Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện đó. Và hôm nay chúng ta đi vào trong cái tiểu mục thứ ba, đó là sở học bao la của phần giảng luận thắng mang kinh. Tư tưởng chỉ đạo của kinh Thắng Mang được đặt căn bản trên thuyết Như Lai Tạng. Căn bản của kinh Thắng Mang hay là tư tưởng chỉ đạo của kinh Thắng Mang được đặt trên cái nền tảng vững chắc. Mà nền tảng vững chắc đó, nền tảng siêu việt đó, nền tảng tối thượng đó, nền tảng đó là nền tảng Như Lai Tạng. Như Lai Tạng, tạng có nghĩa là tích chứa, là nhóm, là cái kho chứa nhóm cái tánh làm Phật, chứa nhóm cái tính siêu việt, cái phẩm tính siêu việt của Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Mà khi nói đến Như Lai Tạng thì Thiện Tài Đồng Tử có Như Lai Tạng, Duy Ma Cật có Duy Ma Cạn, có Như Lai Tạng, Thắng Mang Phu Nhân có Như Lai Tạng, và tất cả chúng ta đều có Như Lai Tạng. Có nghĩa là chúng ta có cái kho chứa nhóm cái hạt giống Như Lai. Vậy thì khi nói đến tư tưởng chỉ đạo của kinh Thắng Mang Phu Nhân mà tự thân của chúng ta đã học qua ba kỳ rồi, Thắng Mang đã đứng trên lập trường là cứu độ chúng sinh, hiển bày cái tự tánh thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát trong tận cùng của Thắng Mang Phu Nhân và trong tâm thức của tất cả mọi loài chúng sinh, dù loài đó là loài gì, như trong thời gian trước đã trình bày. Có những chúng sinh muốn nhìn thấy hình ảnh Phật thì Phật hiện thân ra để cứu độ chúng sinh đó. Có những chúng sinh muốn thấy hình ảnh của Bồ Tát thì Bồ Tát hiện ra thân hình của một Bồ Tát, vân vân và vân vân, mà quý đạo hữu đã nghe, quý đạo hữu đã biết. Đó là căn cơ và chúng sinh, căn cơ và trình độ của tất cả con người và chúng sinh của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hiểu được rằng tư tưởng chỉ đạo của kinh Thắng Mang là đặt trên nền tảng Như Lai Tạng, cũng giống như là kinh Lăng Già. Như Lai Tạng bất tăng bất giảm, tại vì cái tính thành Phật mà. Cho nên quý đạo hữu đã nghe rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sinh đều có tánh thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều có tánh thành Phật đó. Cái tánh thành Phật đó không có thay đổi, muôn đời bất biến. Cho nên quý đạo hữu đọc vào trong Pháp Bảo Đàn ha, của Lục Tổ Hệ Năng, quý đạo hữu đã nghe tổ nói rằng đâu ngờ rằng tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ rằng tự tánh các pháp từ trước đến giờ nó không tăng không giảm, đâu ngờ rằng, thưa quý đạo hữu, bao nhiêu cái đâu ngờ của Lục Tổ Hệ Năng thì ở nơi đây chúng ta thấy được rằng Như Lai Tạng bất tăng bất giảm. Mà không những chúng ta đọc vào trong Pháp Bảo Đàn, chúng ta nghe những lời giảng dạy của Lục Tổ Huệ Năng, là chúng ngài nói rằng đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tất cả các pháp từ xưa đến nay đều là bất tăng bất giảm. Mà chúng ta tụng cái bản kinh Bát Nhã mỗi ngày là chúng ta cũng đã nghe được những cái ngôn ngữ, thuật ngữ và tư tưởng của Phật học rồi. Cho nên từ ở nơi đây Như Lai Tạng bất tăng bất giảm. Cũng vậy, ở trong luận Đại Thừa Khởi Tín, Như Lai là biểu tượng của nhân cách tuyệt đối giải thoát. Như Lai là biểu tượng của nhân cách tuyệt đối giải thoát. Trên cái con đường tu là chúng ta mong cầu quả vị Như Lai, tức là cái tánh giác ngộ đó, siêu thoát, vượt lên trên tất cả. Thì ở nơi đây trong Đại Thừa Khởi Tín nói rằng Như Lai là biểu tượng của nhân cách tuyệt đối giải thoát.
mà trong các kinh cũng đều nói như vậy đó. Cho nên trên cái con đường tu, dù rằng ở trong một vai trò nào, một vị Bồ Tát hay là một Thinh Văn Tăng hay là một Bích Chi Phật, một Duyên Giác, tất cả đều hướng thân lập mệnh trên cái con đường mà để mong cầu có được một cái giải thoát tuyệt đối đó. Thực tính của chúng sinh bị do nhiễm ô bởi cấu bợn phiền não. Quý đệ hữu nghe rõ, thực tính chúng sinh là vì do bởi những cấu bợn của phiền não, cho nên không phát huy được những đức tính siêu việt của Phật tánh sẵn có ở nơi tự mỗi thân tâm của con người. Quý Phật tử nghe rõ là thực tính của chúng sinh bị nhiễm ô bởi những cấu bợn của phiền não, mà vì bị nhiễm ô bởi cấu bợn của phiền não cho nên chúng sinh không thể phát huy được cái tự tánh giác ngộ và giải thoát ở trong người của chúng ta, trong mỗi tự thân và tự tâm của chúng sinh đó. Quý đạo hữu thấy cái sự nhiễm ô nó nguy hại chưa? Cái sự cấu bẩn của vô minh nó nguy hại chưa? Nó nguy hại mà biết đâu vào trong một tiền kiếp xa xưa nào đó, tự thân của chúng ta và cùng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phát Bồ Đề Tâm trên cái con đường tu tập. Nhưng đến hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật rồi, chúng ta còn lăn lộn giữa vòng đời sinh tử, thì có biết đâu rằng chúng ta bị những cấu bợn phiền não vô minh đó nó phủ lấp, nó che mờ cái Phật tánh, mà chúng ta chưa có một cái nhân duyên thù thắng nào, chưa có một cái động cơ mãnh liệt nào để gội sạch những cấu nhiễm phiền não làm hiển lộ cái Phật tánh ấy ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Mà ngược lại, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, giáo hóa tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học những lời giảng dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng trong tận cùng thân tâm của chúng ta có được cái Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đó không có tăng, không có giảm. Như Lai Tạng đó luôn hiện hữu trong tự thân tâm của chúng ta. Nhưng mà tại sao đến giờ phút này chúng ta vẫn còn làm là chúng sinh, còn khổ, còn đau, còn sanh tử luân hồi? Là vì do cấu bợn ô nhiễm phiền não vô minh mà chúng ta không thấy được cái đức tính siêu việt của Phật tánh. Nhưng vì do tính ô nhiễm chưa gội sạch, cứ mãi chạy đuổi theo dục vọng hư huyễn ở bên ngoài. Quý đạo hữu có thấy không? Vì cái cấu bợn của phiền não, vì cái vọng động của vô minh mà chúng ta cứ mãi xuôi ngược theo dòng đời, chúng ta cứ mãi đắm chìm trong khổ đau của sinh tử luân hồi. Mà đến giờ phút này chúng ta vẫn còn tiếp tục đắm chìm trong biển đời sinh tử đó. Quý đạo hữu thấy ghê hồn chưa? Mặc dù chúng ta nói rằng cái cấu bợn của phiền não đó, cái vọng động của vô minh đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói ngang qua vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi, chúng ta đêm tâm để mà tẩy trừ, bứng đào nó lên, thì quả thật rằng cái cấu bợn của phiền não, cái cấu bợn của vô minh, cái căn bản của vô minh nó dày, nó chắc đến như thế nào, khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp chúng ta sẽ thấy cái
cái căn bản của phiền não đó nó như thế nào. Cái sự sâu dày của tam độc tham sân si như thế nào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta học như thế này, để chúng ta thấy được rằng chúng ta trôi lăn trong trăm kiếp ngàn đời, mà đến giờ phút này chúng ta vẫn còn trôi lăn nữa, trong sinh tử luân hồi nữa, thì cái cấu bợn của vô minh, cái phiền não đó, nó không phải là mỏng, nó không phải là dễ đoạn trừ. Nếu dễ đoạn trừ thì ngày hôm nay chúng ta đâu còn ngồi ở nơi đây để chúng ta nói ba điều bốn chuyện với nhau, mà chúng ta đã thành Phật, chúng ta đã thành Tổ, chúng ta đã thành Bậc Thánh rồi. Nhưng không, Phật đạo dù cao xa nhưng không phải là điều không thể ước vọng. Trong phần giảng luận nói rằng Phật đạo cao xa, nhưng mà đó không phải là cái điều mà chúng ta không thể không ước vọng được. Mặc dù chúng ta biết rằng cái cấu bợn của phiền não, cái sự sâu dày của vô minh, nhưng mà cái sự sâu dày của vô minh đó, có các bậc tổ đức thiền gia đã đoạn tận được. Mà kể cả các hàng vua chúa cũng đoạn tận được, kể cả các hàng nông nô cũng đoạn tận được, kể cả một con người bình thường cũng đoạn tận được, dù biết rằng vô minh là sâu dày và phiền não là chắc nịch. Nhưng mà sự chắc nịch đó nó đều nằm trên tiến trình của vô ngã, đều nằm trên tiến trình của tánh không mà như chúng ta đã học. Phật đạo dù cao xa nhưng không phải là điều không thể ước vọng, và Bồ Tát đạo dù nhiều khó nhọc nhưng không phải là không thể thực hành được. Khi mà nghe như thế đó, quý Phật tử có hoan hỷ không? Quý Phật tử có vui không? Vui là vì mình tiếp tục học kinh điển, học những lời của Đức Phật giảng dạy, và quyết tâm hạ thủ công phu, và rồi một ngày nào đó Phật đạo cao xa kia mình sẽ thể đạt được. Và công việc của Bồ Tát phát khởi bằng một cái nguyện vọng làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ thực hành và thâu hoạch được. Chúng ta vui là vui ở chỗ đó. Cho nên chúng tôi cầu mong rằng khi chúng ta học Kinh Tháng Mang như thế này, chúng ta thấy rõ hai đường. Một con đường là vượt thoát và một con đường là tử sinh. Tử sinh là chúng ta không thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát, cho nên chúng ta bị tử sinh. Còn nếu mà chúng ta học theo hạnh nguyện của Bồ Tát thì chúng ta sẽ vượt thoát. Vậy thì sự vượt thoát hay tử sinh đều nằm trong quyết định của chính mình. Cho nên tôi nhớ lại cái bài giảng của lần trước rằng con người của chúng ta không nhìn thấy và ngao ngán cái sự sinh tử luân hồi hay sao? Như lời của một bậc tổ sư đã nói, con người của chúng ta không ngán, không sợ cái con đường của tử sinh hay sao? Nhưng mà chúng ta sợ cái con đường tử sinh đó là chúng ta phải nghe Pháp, chúng ta phải học Pháp, chúng ta phải tu Pháp, chúng ta phải chứng Pháp. Nếu đời này chưa tu, đời này chưa chứng, thì đời sau cũng phải tu và đời sau cũng phải chứng. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trước sau gì chúng ta cũng tu, trước sau gì chúng ta cũng chứng. Chúng tôi cầu mong cho toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử trong hôm nay và đời này hãy tu và hãy chứng. Quý đạo hữu có hoan hỷ không? Quý đạo hữu có chịu không? Nếu quý đạo hữu nào hoan hỷ và quý đạo hữu nào chịu thì hãy lắng nghe giáo pháp, hành trì giáo pháp, tu chứng giáo pháp ngay trong cuộc đời này, mà không hẹn đến một đời tới, 10 đời tới, 50 đời tới, 100 đời tới. Đó là những cái điều mà mình tự giải quyết cho chính bản thân của mình. Vậy thì Phật đạo cao xa không phải là không thể đạt,
và hạnh nguyện độ sinh của chư vị Bồ Tát khó nhọc, nhưng không phải không thực hành được. Giảng đến đây, chúng tôi nhớ một cái câu nói của một nhà cách mạng của thế gian: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Vì chúng ta ngại núi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể vượt được cái ngọn núi đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể qua khỏi cái dòng sông đó, cho nên chúng ta không chịu đi. Nhưng mà khi chúng ta đã nhất tâm quyết chí ra đi rồi thì dòng sông nào chúng ta cũng có thể qua được, và ngọn núi nào chúng ta cũng có thể trèo lên tới đỉnh. Vậy thì đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, khó vì cái lòng của mình. Vậy thì những người thế gian, họ làm những việc thế gian mà họ còn nói được như vậy đó, họ còn suy tư được như thế đó, huống nữa mình là người con Phật, là làm các việc xuất thế gian chứ không phải là làm việc của thế gian, làm việc của những bậc thánh. Bởi vì chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta thực hành tinh thần giáo pháp là chúng ta làm thánh, chứ không phải là làm những người phàm tình bình thường. Và sau khi chúng ta làm các việc làm của các bậc thánh đó, chúng ta trở về lại, chúng ta gần gũi lại với con người trong cuộc sống này, chúng ta gần gũi với chúng sinh trong cuộc đời này, để chúng ta tiếp tục giáo hóa họ và họ trở thành bậc thánh như mình. Vậy thì ở thế gian người ta còn làm được những điều của thế gian, mà những điều của thế gian bằng cả sinh mạng của họ. Vậy thì chúng ta là người con Phật, chúng ta làm việc xuất thế gian, làm việc Phật, cầu mong tất cả chúng ta nghe được hai cái chủ đề là: Phật tánh thì siêu việt, nhưng mà siêu việt không có nghĩa là mình không có nắm bắt được. Và việc làm của Bồ Tát là khó khăn, nhưng sự khó khăn đó không có nghĩa là chúng ta không thực hành được. Đó là hai cái chủ đề mà chúng ta cần phải quan tâm và để ý. Và thưa quý Phật tử, đó là do sở học và sự hiểu biết mà đưa đến cái sự tin tưởng và thực hành. Đó là do sự học hỏi và hiểu biết mà đưa đến cái niềm tin một cách kiên cố để mà thực hành. Khi chúng ta có được một niềm tin kiên cố và chúng ta thực hành, thì quả thật rằng Phật đạo lâu xa kia mình có thể chứng được, và việc làm khó khăn của Bồ Tát kia mình có thể thực hành được, do cái niềm tin, cái sự hiểu biết của chính mình. Cho nên quý đạo hữu đã nghe nói rằng niềm tin là cái mẫu thai sinh ra muôn công đức lành, là như vậy đó. Khi mà chúng ta đã có một niềm tin kiên cố không gió nào lay động như tảng đá kia, thì dù cho việc khó khăn cách mấy mình cũng có thể làm được. Khi mình đã có một cái niềm tin kiên định như tảng đá kia không gió nào lay chuyển, thì việc làm khó cách mấy mình cũng làm được. Mà ngày hôm nay trong cuộc sống này, chúng tôi nghĩ rằng quý nam nữ cư sĩ Phật tử già trong cuộc sống không đến nỗi khó khăn, không đến nỗi chật vật, để rồi chúng ta phải bươn chải vì cái đời sống sinh nhai của chúng ta. Ngoài những thời gian chúng ta bươn chải đời sống sinh nhai của chúng ta, còn có nhiều thời gian khác nữa. Chúng ta còn dư thời gian. Vậy thì còn dư những cái thời gian đó, chúng ta hãy dành một phần thời gian nào để chúng ta học giáo pháp, để chúng ta nghe giáo pháp. Bởi vì giáo pháp là hướng thân lập mệnh chúng ta trên con đường giác ngộ và giải thoát. Mà trong kiếp này chúng ta làm được thân người, nghe được giáo pháp, mà tại sao chúng ta lại không nghe giáo pháp? Tại sao chúng ta lại không tu giáo pháp? Và tại sao chúng ta lại không chứng đắc giáo pháp? Tại vì tu giáo pháp, nghe giáo pháp và chứng đắc giáo pháp là chỉ có làm lợi cho mình, chứ chưa bao giờ ai nghe giáo pháp, hành trì giáo pháp, chứng đắc giáo pháp
là những điều có hại cho chính mình hết, thưa quý đạo hữu không? Khi mà chúng ta nghe giáo pháp, học hỏi giáo pháp, thực hành giáo pháp là chúng ta rút ngắn cái con đường sinh tử lại. Chúng ta rút ngắn cái con đường của sự sống và sự chết lại, thưa quý Phật tử. Do vậy mà chúng tôi ước mong rằng quý nam nữ cư sĩ Phật tử hay bất cứ ai học Phật pháp, hãy đem tâm chân thành để nghe những lời giảng dạy ở trong kinh, để thấy được những cái phương tiện hữu hiệu và đầy đủ mọi yếu tính, nội dung, chất liệu để rút ngắn cái con đường của sự sống và sự chết đó. Vậy thì sự tin tưởng và hiểu biết càng sâu và càng cao xa, cả hai khía cạnh ấy, tri và hành, như hai bánh xe của cổ xe chở chúng ta và tất cả tiến về phía trước Phật đạo tối thượng. Cái tri và cái hành đó, người thế gian cũng đã từng nói tri hành hợp nhất. Vậy thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta không thể tri mà thiếu hành, và chúng ta không thể hành mà thiếu tri. Có nghĩa là chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta phải có sự thực hành, mà chúng ta có sự thực hành là chúng ta phải có hiểu biết. Ngày hôm nay chúng ta thực hành ăn chay, ngày hôm nay chúng ta thực hành thi thiết bố thí, ngày hôm nay chúng ta thực hành nhẫn nhục ngang qua đời sống, thì quả thật rằng tận cùng thân tâm của chúng ta đã có sự hiểu biết, đã có niềm tin. Vì có sự hiểu biết và niềm tin đó, cho nên chúng ta mới thực hành bố thí, thực hành nhẫn nhục, thực hành tinh tấn. Mà cái niềm tin và sự hiểu biết đó, cái sự thực hành đó, chính là một cái cỗ xe. Mà cổ xe nói bình thường theo thế nhân đó là cổ xe lớn, cổ xe bự, cổ xe. Nhưng mà nói theo thuật ngữ của Phật pháp đó là cổ xe đại thừa, là cổ xe lớn. Chính cổ xe đó nó có khả năng chở tất cả chúng ta, chở tất cả mọi người để tiến về phía trước. Mà phía trước đó là đạo tối thượng, là Phật đạo tối thượng, chứ không đâu xa hết. Cổ xe đại thừa sẽ chở con người tiến về chân trời Phật đạo tối thượng. Mà Phật đạo tối thượng đó là ý chỉ của việc làm Bồ Tát đạo. Vậy thì thưa quý Phật tử, chúng ta nói cho nhiều để rồi chúng ta nghe và chúng ta chia sẻ. Nhưng mà việc làm của chúng ta sau khi chúng ta nghe xong là chúng ta phải tri và hành. Nghe là sự hiểu biết và hành là cụ thể. Nếu từ trước đến giờ mà quý Phật tử nào chưa có niệm Phật thì sau khi nghe bài pháp này, quý Phật tử có hoan hỷ niệm Phật với chúng tôi hay không? Nếu từ trước đến giờ quý nam nữ cư sĩ Phật tử nào đã niệm Phật thì bây giờ nghe bài pháp này, chúng ta tiếp tục niệm Phật nhiều hơn nữa với chúng tôi được không? Và có được như thế đó thì quả thật rằng chúng ta có một niềm tin kiên cố trong cái lý tưởng của Phật đạo. Và từ cái lý tưởng Phật đạo đó, chúng ta thu hoạch, gặt hái những thành quả tốt đẹp ngang qua cái niềm tin kiên cố và thực hành một cách siêng năng tinh tấn. Cho nên được gọi là tri và hành đó luôn cân xứng
và song hành với nhau. Chứ không phải chỉ có tri mà không hành, hoặc là không phải chỉ có hành mà không có tri. Chúng ta hành mà chúng ta không tri thì có chừng lạc lối. Chúng ta đi mà không có bản đồ trong tay thì chắc chắn rằng thế nào chúng ta cũng lạc lối thôi. Đi không đúng đường, ra không đúng exit. Do vậy mà chúng ta phải có cả hai. Đạt đến nền tảng tối thượng vững chắc của tin tưởng và hiểu biết sâu xa về Như Lai Tạng, về tự tánh thanh tịnh ấy, Tháng Mang Phu Nhân đã phát khởi đi từ nhận định, mà nhận định đó là thực trạng sinh tử. Quý đạo hữu thấy chưa? Thái tử Tất Đạt Đa đi tu cũng vì thực trạng của sinh tử, mà từ bỏ đời sống không có bền chắc của cuộc đời, từ bỏ những gì mà những cái đó đang nằm trong tiến trình của vô thường và sinh diệt. Vậy thì ở nơi đây nói rằng đạt đến nền tảng vững chắc của tin tưởng và hiểu biết sâu xa về Như Lai Tạng, về tự tánh thanh tịnh ấy, Tháng Mang Phu Nhân đã phát khởi đi từ nhận định thực trạng sinh tử. Vì thực trạng sinh tử là động cơ để cho Tháng Mang Phu Nhân phát khởi đại nguyện Bồ Tát Hạnh. Thực trạng sinh tử mà đã dấy khởi lên lòng đại từ bi, đại bi tâm Bồ Tát hộ minh trên cung trời đau xuất, thị hiện vào trần gian này để cứu khổ độ mê. Đó chính là thực trạng sinh tử. Cho nên tinh thần của Bồ Tát Đạo nói rằng sinh tử tức là Niết Bàn. Nếu không có sinh tử thì chắc chắn rằng không có ai đi tu, và cũng chẳng có ai chứng đắc bậc thánh để rồi từ chỗ đó mà chứng đắc Niết Bàn tối thượng. Cho nên từ cái thực trạng của sinh tử đó, thấy được cái nỗi khổ của sự sinh và sự chết đó, mà chúng ta nỗ lực tu tập để chúng ta chứng đắc thường lạc ngã tịnh. Cho nên những thuật ngữ của Đại Thừa Phật Giáo, phiền não, sinh tử, đó là Niết Bàn, đó là giải thoát. Nếu không có cái bộ mặt của phiền não và sinh tử thì không có giải thoát Niết Bàn. Nếu không có chúng sinh trầm luân khổ hải thì không có chư Phật, không có chư vị Bồ Tát hiện thân vào đời. Chúng ta hiểu được hai cái phạm trù đó thì tất cả chúng ta mong rằng từ cái phạm trù sinh tử này, phàm phu này, vô minh này, phiền não này, chúng ta sẽ tu và chúng ta chấm dứt, ly khai cái bộ mặt của sinh tử, cái bộ mặt của vô minh, để chúng ta có được tự tướng của Niết Bàn hay tự tướng của giác ngộ và giải thoát. Vậy thì Tháng Mang Phu Nhân đã thực tiễn hành động trong việc làm của mình là vì sự nhận định từ thực trạng của sinh tử. Đây cũng là khởi điểm của tất cả Phật Pháp. Thực trạng của sinh tử không riêng gì cho bản thân của Tháng Mang Phu Nhân, không riêng gì cho bản thân của Duy Ma Cật Lão Thành, cũng như các vị tổ sư, cũng như các vị tổ đức vân vân. Mà thực trạng sinh tử là khởi điểm của Phật Pháp. Có thực trạng sinh tử thì Phật Pháp mới hiển lộ. Có thực trạng của sinh tử thì Phật Pháp mới hiện thân vào đời để cứu độ cái sinh tử đó. Còn nếu mà không có sinh tử trong cuộc đời này, không có chúng sinh chìm
đắm trong dòng đai sinh tử đó, thì chắc chắn rằng Phật Pháp không có mặt trong cuộc đời này để cứu độ cái sự đắm chìm sinh tử của chúng sinh. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta được cứu độ bởi Phật Pháp, có nghĩa là chúng ta nghe được giáo Pháp, chúng ta tu tập được giáo Pháp, có lẽ nào chúng ta lại không nỗ lực thăng tiến trên cái con đường giáo Pháp mà hiện tại chúng ta đang có trong đôi tay của chúng ta, trong trái tim của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, trong tâm tư của những người nam nữ cư sĩ Phật tử đang ấp ủ cưu mang và gìn giữ thành trì của Phật Pháp. Phật Pháp đã có, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải học, chúng ta phải triển khai, chúng ta phải xây dựng trên một tiến trình hướng thượng để Phật Pháp ấy là phương tiện để hiển lộ cái Phật tánh trong người của chúng ta ra. Vậy thì đây cũng là biểu, đây cũng là khởi điểm của tất cả Phật Pháp, dù là Thinh Văn Thừa hay Bồ Tát Thừa hay bất cứ một ai. Phật cũng vậy, chư vị Bồ Tát cũng vậy, Thinh Văn Duyên Giác cũng vậy, phàm phu tục tử cũng vậy. Vì cái con đường của sự sống và sự chết, vì cái cánh đồng hoang sinh tử mênh mang vô cùng tận kia, cho nên tất cả con người và chúng ta đều có bổn phận trách nhiệm là bước ra khỏi cái cánh đồng hoang sinh tử đó. Mà chư Phật là những vị đã bước ra khỏi cánh đồng hoang sinh tử đó trước. Các vị Bồ Tát là những con người nắm tay hướng dẫn cho con người và chúng sinh bước ra khỏi cái cánh đồng hoang sinh tử đó sau. Vậy thì tất cả đều là thực trạng của sinh tử, chứ không riêng gì của Thắng Mang Phu Nhân. Thực trạng sinh tử đó là của chúng ta đó, thưa quý Phật tử. Không những thế mà cũng là khởi điểm của tất cả thế gian. Nói đến tất cả thế gian thì quý đạo hữu phải hiểu được rằng thế gian nó có hai phạm trù, hai lĩnh vực, hai loại thế gian. Thế gian đó là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian là như chúng ta hôm nay, các loài động vật có tình cảm, có sự hiểu biết, vân vân và vân vân. Và khí thế gian là đất, đá, sỏi đá, vân vân. Những cái đó được gọi là khí thế gian. Sơn hà đại địa gọi là khí thế gian. Hữu tình thế gian là chỉ cho tất cả chúng sinh hữu tình. Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi nói đến thế gian như thế đó thì không riêng gì bất cứ một ai, tất cả. Mà chính vì tất cả đó mà tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, tinh thần của Bồ Tát Đạo là mỗi khi tụng kinh xong đều có bài hồi hướng là tình dữ vô tình giai cộng thành Phật Đạo. Tình dữ vô tình, quý đạo hữu thấy tinh thần của Bồ Tát chưa, tinh thần của Đại Thừa chưa? Nó có người đó là hữu tình, cái con vật đó là hữu tình thì mình hóa độ họ, mình xây dựng họ, mình yêu thương họ, chứ cái loại vô tình mà mình cũng yêu thương nó, mình cũng hồi hướng nó trở thành Phật Đạo. Nhưng mà không, tinh thần tu tập của các vị Bồ Tát là vô phân biệt, ai cũng yêu thương hết, kẻ thù cũng yêu thương, người thân cũng yêu thương, người thân cũng giúp đỡ và kẻ thù cũng khuyên tâm. Cho nên tình giữ vô tình giai cộng thành Phật Đạo. Tình và vô tình đều trở thành Phật Đạo hết. Như Đức Thế Tôn đã nói, thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn nói làm sao? Đức Thế Tôn dạy rằng vì sợ hãi, vì lo âu, vì có người không tự tin có người có khả năng tu tập để thành Phật, vì có người sống một cách chơi vơi, vì có người sống một cách cô đơn thầm lặng, cho nên có người sợ hãi. Mà có người sợ hãi đó là sợ hãi gì?
Nếu nói về trong thời gian tiền sử cổ đại, với sống một cái đời sống du mục, rày đây mai đó, với núi rừng, với núi cao và biển rộng, với cánh đồng hoang và không có nhà cửa, bằng những túp lều của những đoàn du mục caravan, thì những dân tộc đó, những đoàn sống du mục đó, họ sợ sấm, họ sợ chớp, họ sợ mưa, họ sợ gió, họ sợ quỷ, họ sợ thần, họ sợ đủ tất cả những cái gì mà được gọi là mãnh lực của thiên nhiên đè nặng trên tâm hồn của họ. Cho nên họ đến, họ nương tựa vào trong gốc cây đa, họ nương tựa vào trong bình vôi, họ nương tựa vào ông táo, họ nương tựa một cái gì mà cái đó được gọi là núi cao sông rộng, để họ nhờ cái sự gia hộ, theo họ nghĩ, của sự núi cao và sông rộng đó, của ông thần, của cây đa đó, của cái bà bình vôi, của ông táo đó. Vì có người sợ tất cả những cái hình ảnh đó, những cái ấn tượng đó, cho nên con người đến quy y với cái vị thần đó, cái vị thần của dòng sông đó, cái vị thần của hòn núi đó, cái vị thần của gốc cây đa đó, và cái vị thần và vị thần. Cho nên ở nơi đây Đức Thế Tôn nói rằng vì con người sợ hãi. Nhưng mà thưa, con người sợ hãi gì? Con người sợ hãi sấm chớp, sợ hãi bão bùng, sợ hãi mọi hiện tượng thiên nhiên, bình vôi, gốc cây đa, ông táo, tùy theo thời đại có biến thiên thay đổi. Nếu là đối với xã hội khi xưa, của thời gian, của những con người sống đời du mục, thì họ sợ như thế đó. Nhưng mà ngang qua sự tiến bộ của loài người ngày hôm nay, thì cái sự sợ hãi đó được thay đổi. Vậy thì ngày hôm nay con người sợ hãi cái gì? Hả thưa quý Phật tử? Và hiện tại chúng ta đang sợ hãi cái gì? Quả thật con người ngày hôm nay đang lo sợ cái đại bệnh dịch Corona Vũ Hán. Cho nên ai trong chúng ta cũng đều ở trong nhà, cũng đều phải cách ly, cũng đều ra ngoài mang khẩu trang, vân vân và vân vân. Vậy thì khi xưa con người chưa có văn minh tiến bộ, con người sống hoang vu trong núi rừng, thì con người sợ sấm, sợ chớp, con người sợ mưa, sợ bão, sợ bùng, sợ các vị thần linh, vân vân. Vậy thì ngày hôm nay người ta sợ tai nạn giao thông, sợ khủng bố, sợ bom nguyên tử, sợ chiến tranh, sợ súng đạn, sợ những cái sự văn minh tiến bộ tinh vi của con người đã tạo ra bao nhiêu sự khủng hoảng đó. Mà sự khủng hoảng đó là sự giết chóc, là sự bom đạn, là sự chiến tranh, là sự khủng bố, là sự virus, vi trùng. Mà những con vi trùng đó, nó có thể giết người. Những con vi trùng đó, nó làm khủng hoảng con người trên thế giới. Cả những nguồn gốc của mọi sự sợ hãi ấy phát xuất từ nỗi sợ hãi muôn thuở của con người, đó là sự sống và sự chết. Quý Phật tử thấy chưa? Nếu không vì sự sống và không vì sự chết, nếu con người không có sự sống và con người không có sự chết, thì không gọi là con người nữa. Mà không gọi là con người nữa thì con người đó không sợ các vị thần linh, không sợ sống, không sợ chết, và con người đó cũng không sợ chiến tranh, bom đạn, khủng bố, vi trùng. Quý Phật tử nói, thấy chưa? Cái sự giảng luận ở trong Tháng Mang đã cho chúng ta thấy được rằng cái nguyên nhân mà chúng ta lo sợ, cái nguyên nhân mà chúng ta phải tu học, cái nguyên nhân mà ngày hôm nay chúng ta đang cưu mang cái nguyên nhân đó, mà chúng ta chưa đạt được cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân gây ra bệnh dịch, nguyên nhân
bắt chúng ta phải ở trong nhà cách ly. Chúng ta chưa đặt được cái gánh nặng của những cái nguyên nhân đó xuống. Tất cả không nằm ngoài hai chữ sinh tử. Cả những nguồn gốc của mọi sự sợ hãi ấy phát xuất từ nỗi sợ hãi muôn thuở của con người, đó là sợ sống và sợ chết. Thưa quý Phật tử, không phải nói rằng và hiểu cái chữ chết là con người sống đến 100 tuổi rồi con người chết đi rồi bỏ vào trong hòm làm lễ mang ra ngoài tha ma mộ địa chôn mới gọi là chết. Mà nói đến sự chết ở nơi đây quý đạo hữu nghe, sự sống và sự chết có hai hình thái. Ha quý đạo hữu ha. Sự sống và sự chết có hai hình thái. Chứ không phải là khi mà chúng ta sống, chúng ta không còn sống được nữa, chúng ta không thở ra được nữa, chúng ta đau bệnh trầm kha rồi chúng ta chết thì đó mới gọi là chết, thưa quý đạo hữu, không. Không phải là như vậy. Trong cái sống này, trong cái đang sống này nó đã có cái chết rồi. Cho nên khi nói đến sự sống và sự chết thì ở trong giảng luận của Thắng Mang đã đề bạc, không phải là đề bạc mà trình bày, đó là thứ nhất phần đoạn sinh tử và thứ hai là biến dịch sinh tử. Có hai sự sống và sự chết. Sự sống và sự chết thứ nhất được gọi là phần đoạn sinh tử, và sự sống và sự chết thứ hai được gọi là biến dịch sinh tử. Quý đạo hữu thấy chưa? Từ trước đến giờ chúng ta nghe hai chữ sinh tử, chúng ta nghe một cách đơn thuần. Ồ, không sống nữa thì chết thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, không phải đơn giản là như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa thâm trầm, mà hiểu giống như là một cái thi vị hóa theo những ngôn ngữ của thế gian, là trong sự sống đã có sự chết. Trong sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay là đã có sự mất mát của chúng ta ngày hôm nay rồi. Vậy thì thứ nhất là phần đoạn sinh tử, thứ hai là biến dịch sinh tử. Nếu sự sống và sự chết được nhận định qua tính cách tồn tại và hủy diệt của xác thân này, dù trong đời này hay đời sau, sự kiện đó được gọi là phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử có nghĩa là sự sống và sự chết nó có từng phần, nó có từng đoạn, nó có từng đời, nó có từng kiếp. Như trong quá khứ chúng ta đã sống và trong quá khứ chúng ta cũng đã chết. Và sau khi chúng ta chết, cái tâm thức của chúng ta đi đầu thai. Và ngày hôm nay chúng ta có lại đời sống của chính mình, là hậu thân của tiền kiếp. Thì cái sự sống và sự chết từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia, trên dòng lưu sanh tử luân hồi đó, thì cái đó, cái hình tướng đó, cái trạng thái đó được gọi là phần đoạn sinh tử. Có nghĩa là thấy một cách rõ ràng, thấy có đời này, thấy có đời kia, thấy có kiếp này, thấy có kiếp nọ, thấy có cái ông người tên là gì đó, thấy có bà người tên là gì đó, thì đó được gọi là phần đoạn sinh tử. Mà cái phần đoạn sinh tử đó chúng ta dễ nhìn, chúng ta dễ thấy, chúng ta dễ hiểu. Đời sống trong quá khứ là gì chúng ta biết, đời sống trong hiện tại là gì chúng ta thấy, và đời sống trong tương lai là gì chúng ta có. Nó có từng phần, nó có từng đoạn, nó có từng đời người như vậy đó, thì gọi là phần đoạn sinh tử. Hàng Thinh Văn đệ tử xuất gia của Phật nỗ lực giải quyết nỗi sợ hãi và sống chết qua tính chất vô thường của xác thân, và nỗ lực tu tập để đối trị tham dục sân si vân vân, mà luôn đốt cháy thân tâm, sanh ra khổ não.
Chính vì các ngài thinh văn nhìn thấy được hình ảnh, mà hình ảnh của tham, hình ảnh của sân, hình ảnh của si, nó luôn đốt cháy đến tự thân và tự tâm của mình vì sợ hãi cái sự đó qua. Sợ hãi của sự sống, sợ hãi của sự chết, sợ hãi của sự thăng trầm của sinh tử mà các ngài nỗ lực tu tập để các ngài chấm dứt cái sự sống và sự chết đó. Cho nên quý Phật tử cũng đã nghe và thuộc lòng qua bốn cái câu kệ của ngài, của một bậc A La Hán, là sự sanh dĩ tặng phạm hạnh, dĩ lập sở tác, dĩ biện bất thọ hậu hữu, là như vậy đó. Và sau khi mà tu tập chứng đắc, chấm dứt đốt cháy cái vô minh sanh tử luân hồi đó nữa, thì các ngài nguyện không bao giờ dám trở lại cái dòng sông sinh tử nữa hết, bởi vì sợ cái sự sống và sự chết. Quý đệ hữu thấy chưa? Cho nên các ngài nhập niết bàn luôn, mà các ngài không trở lại trong cuộc đời, trong cõi ta bà này, mà các ngài có một thế giới riêng của các ngài, có một cảnh giới riêng của các ngài, các ngài nhập niết bàn và các ngài hướng lạc cái cảnh giới niết bàn đó. Cho nên nếu mà chúng ta không học Phật pháp, chúng ta không hiểu được Phật pháp, thì thưa quý Phật tử, phần đoạn sinh tử trăm kiếp ngàn đời nó mãi đeo đẳng và cưu mang mình. Quý đệ hữu có mặt trong kiếp này đâu có nghĩa là trong quá khứ quý đệ hữu đã không có một đời sống. Và trong quá khứ nữa đâu có nghĩa là quý đệ hữu không phải là một con người, không phải là một chúng sinh. Do vậy mà chúng ta thấy được cái nỗi kinh hoàng của sinh tử. Nhưng mà khó mà có mấy ai thấy được rằng cái nỗi kinh hoàng đó, cái sự sống chết không có bờ bến đó, để chúng ta cố gắng tu tập làm các hạnh lành. Chưa nói đến nếu chúng ta tiếp tục mà sinh tử luân hồi để làm được một kiếp người, nhiều kiếp người, thì điều đó là điều phước duyên đó, điều đó là điều tốt đó. Mà khi chúng ta làm được thân người có phước duyên như thế đó, chúng ta gặp Phật pháp, nghe Phật pháp, học hỏi Phật pháp và làm các hạnh lành, yêu thương mọi người, thì cái đó là cái điều tốt cho mình. Nhưng mà nếu không, khi mà chúng ta xả bỏ báo thân rồi, chúng ta làm con vịt, chúng ta làm con gà, chúng ta làm con kiến, chúng ta làm con ong, thì thưa quý đệ hữu, làm sao chúng ta có được cái nhân duyên gặp được Phật pháp để chúng ta tu? Chứ đừng nói rằng chúng ta nghe Phật pháp một đời này là đủ. Thưa quý đệ hữu, không đâu. Trên cái con đường dài của sinh tử đó, bao nhiêu những cái nghiệp duyên không tốt được dàn trải ra, bao nhiêu những cái điều không có thuận tiện và phương tiện thiện xảo trên con đường tu tập của chúng ta, nó dàn trải ra để rồi chúng ta vấp phải, chúng ta vướng lấy, thì quả thật rằng đừng nói rằng chưa chắc rằng chúng ta làm được thân người, chứ đừng nói rằng chúng ta nghe được Phật pháp, học hỏi giáo pháp và tu trì Phật pháp. Nhận định của Bồ Tát thì cái gì che lấp chân tánh của chúng sinh để không cho thấy rõ khả năng siêu việt ngay trong chính mình, khiến chúng sinh có căn tánh thấp kém, không được, không tự mình đảm nhận sứ mạng cao cả của Như Lai. Nếu chúng ta là một con người mà con người đó là con người có một trí tuệ hiểu biết thấp kém, có một cái năng lực hạn hẹp, thì làm sao chúng ta có đủ khả năng để gìn giữ, để gánh lấy cái công việc của Như Lai được. Cũng đồng là con người, nhưng mà có những con người họ có tính cách siêu việt, họ căn cơ cao thượng, nhưng mà ngược lại có những con người họ không đủ tầm cỡ, họ không đủ khả năng, thì làm sao họ có thể gánh vác được những cái phần việc của Như Lai.
cái trọng trách của Như Lai. Cho nên cầu mong rằng những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta hãy tạo lấy cái phước duyên để chúng ta có được một thân người tốt đẹp, phước duyên lành mạnh để chúng ta gánh vác cái trọng trách của Như Lai giao phó. Vậy thì nếu mà chúng ta không có một cái chân tánh linh minh đổng triệt, một cái trí tuệ hiểu biết sâu xa, thì chúng ta khó mà có thể gánh lấy cái trọng trách để làm Phật sự, để làm một cái tính chất cao lớn, siêu việt, là không tự mình đảm trách được sứ mạng cao cả của Như Lai. Thì đó chính là phần vô minh nhỏ nhiệm chưa được dứt trừ. Thưa quý đạo, chưa được dứt trừ. Nếu con người của chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, không phải là nếu, mà con người của chúng ta sinh ra trong cuộc đời này để rồi chúng ta gặp những cái thuận duyên, gặp được Phật Pháp cao cả, và chúng ta có bổn phận trách nhiệm gánh vác cái trọng trách của Như Lai giao phó, thì đó là một điều mà vô cùng tốt đẹp nơi tự thân của chúng ta hôm nay. Nhưng mà có những người họ không làm được như thế đó, có nghĩa là họ còn bị cái màn vô minh che lấp, họ còn bị cái bợn phiền não nó đoanh vây. Thì điều này cũng giống như là con gà con còn nằm trong vỏ trứng mà chưa đập vỡ được vỏ trứng để chui ra với gà mẹ. Cái vô minh đó, cái cấu bợn phiền não đó, giống như là cái vỏ của trứng con gà vậy đó. Vì cái vỏ trứng của con gà cho nên con gà nó không thể, gà con không thể ra khỏi được cái trứng của nó đang nằm ở bên trong. Cho đến khi nào con gà con nó đủ sức, nó đủ sự hiểu biết của chính nó, thì tới chừng đó nó mới mổ cái vỏ trứng ấy bể ra và tự nó chui ra khỏi cái vỏ trứng đó. Cũng vậy, con người của chúng ta vì vô minh che lấp, vì cấu bợn phiền não đoanh vây, cho nên con người của chúng ta cứ mãi đoanh vây bởi những cái vô minh và cấu bợn phiền não đó, cho nên chưa có một lần nào mà có thể nhìn thấy được ánh sáng của trí tuệ, chưa thấy một lần nào thấy được cái tự tánh của Như Lai, để rồi từ chỗ đó mà tự mình có đủ khả năng để đột phá xô ngã thành trì của vô minh và cấu bợn phiền não. Thì trên cái con đường học Phật, chúng ta cầu mong có đủ cái khả năng để đột phá vô minh và phá vỡ phiền não, để chúng ta thấy được cái Phật tánh của chính mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta chưa làm được một lần thì chúng ta làm nhiều lần. Chúng ta ăn chay, niệm Phật, bố thí, cúng dường, tu phước, chúng ta làm các hạnh lành thiện sự để chúng ta lấy đó làm cái phương tiện đột phá vô minh, dập tắt phiền não. Còn nếu mà chúng ta không đột phá vô minh, dập tắt phiền não mỗi ngày mỗi ít, giống như là chiếc áo của chúng ta bị dơ, mà nếu chúng ta không có giặt nó, chúng ta không có bỏ ô đồ ra ven, chúng ta không có lấy xà bông đô, chúng ta không có lấy bằng chải, chúng ta đánh tẩy cái chất dơ trên, cái vết dơ trên chiếc áo chúng ta, thì làm sao cái vết dơ đó được tẩy trừ và cái áo của chúng ta sẽ được sạch lại. Do vậy mà qua hình ảnh ví dụ như con gà con ở trong cái lớp vỏ cứng, và cho đến một ngày nào con gà con đó nó đầy đủ khả năng, nó đã nhắm được cái hướng của nó có một cái mỏ đủ cứng, thì
Thế chừng đó con gà con mổ cái vỏ trứng đó bị bể ra, và con gà con đó tự đạp mình ra khỏi vỏ trứng, thì tới chừng đó con gà con sẽ đi theo mẹ, sẽ được gần gũi với mẹ. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta làm được như thế đó thì chúng ta có thể có các vị Bồ Tát thiện hữu tri thức cùng nhau tu tập và gặt hái nhiều thành quả trên tự tính siêu việt của Như Lai. Theo ý nghĩa căn bản, do vô minh che lấp, chúng ta không thể thấy được biên tế của sự sống. Quý đạo hữu thấy không? Biên tế của sự sống chứ không phải là chỉ phạm trù giới hạn là ở trong cái xóm này, ở trong cái làng này, trong một cái quốc độ này, mà nói đến sự sống và sự chết là một cái biên tế vô cùng tận. Cái biên tế đó chúng ta không thể lấy thước để đo, chúng ta không có thể nghĩ ngợi được. Thấy được biên tế của sự sống và sự chết không thể chỉ là sự sống chết trong một thời gian giai kỳ nào đó, mà là sự sống và sự chết từng khoảnh khắc sát na, và cứ như vậy sống chết liên tục tiếp nối nhau từ vô thủy cho đến vô chung. Đây gọi là biến dịch sinh tử. Hồi nãy là phần đoạn sinh tử và bây giờ là biến dịch sinh tử. Mà biến dịch sinh tử đó là sự sống và sự chết từng sát na, từng giây, từng phút một trên tự thân, trong tự tâm của chúng ta đang sống ngày hôm nay. Cho nên ngày hồi nãy chúng tôi đã thưa với quý đạo hữu đó là trong cái sự sống này đã có sự chết. Nó chết, sự chết đó nó có, nó hiện hữu trong tự thân và tâm của chúng ta từng sát na một, từng giây phút một. Nhưng mà chúng ta có biết đâu rằng sự sống đó nó đang sự chết đó nó đang hiện diện với mình, mà mình cứ nghĩ rằng mình cứ sống, và mình cứ nghĩ rằng mình khỏe mạnh bình yên, nhưng mà không. Khi chúng ta sinh ra đời là một em bé, đến giờ phút này là một anh chàng thanh niên, và một ngày mai kia trở thành một người cụ già và cuối cùng chết. Vậy thì trong tự thân của con người đó có phải là biến dịch sinh tử hay không? Mà từ sự biến dịch sinh tử đó, cho nên mái tóc khi xưa chúng ta thấy xanh, bây giờ chúng ta thấy bạc, và buổi chiều chúng ta thấy nâu đi. Vì biến dịch sinh tử cho nên khi chúng ta còn là một anh chàng thanh niên thì da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng mà đến khi thành một cụ già thì gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, tai điếc, đó là biến dịch sinh tử. Cho nên quý đạo hữu đã nghe quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát triêu như thanh ti mộ như tuyết. Anh không thấy cha của anh buổi sáng soi gương thấy tóc xanh như tơ trời, nhưng mà đến buổi chiều thì nó trắng như bông, mà buồn hay sao? Buổi sáng thấy tóc xanh như tơ trời thì vui mừng lắm, mình còn khỏe, mình còn mạnh. Nhưng mà đến về buổi chiều thấy tóc của mình đã bạc phơ, trắng như tuyết, thì quả thật rằng đó là một dòng chảy của biến dịch sinh tử. Mà ai trong chúng ta cũng đều cưu mang cái biến dịch sinh tử ấy hết. Đây gọi là biến dịch sinh tử nhỏ nhiệm, sâu kín, khó thấy, khó biết so với phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử thì có đời này, có đời nọ, chúng ta thấy cái sự phân bố, sự sống và sự chết nó rõ ràng. Nhưng mà biến dịch sinh tử nó vô cùng tế nhị, nó vô cùng vi tế, mà chúng ta không thấy được cái sự sống và cái sự chết đó. Cho nên được gọi là nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín, khó thấy, khó biết so với phần đoạn sinh tử. Từ giá trị của hai sự sống chết này, biến dịch và phần đoạn sinh tử chính là thế giới của con người chúng ta. Chính là thế giới của con người của chúng ta. Chúng ta luôn sống
trong thế giới này, mà thế giới này có đủ hai cái trạng thái của sự sống và sự chết, đó là biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử. Đến bây giờ quý đệ hữu nghe được cái thuật ngữ của Phật Pháp, đó là biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử, để chúng ta chiêm nghiệm thấy được rằng tự thân của chúng ta khi xưa được khỏe mạnh, và bây giờ chúng ta lại già yếu đi. Và sự già yếu đó đến một ngày mai kia sẽ đưa đến một cái sự chết đau thương mà bà con quyến thuộc của mình phải khóc, phải mang mình ra ngoài tha ma mộ địa, và bà con của mình phải cúng quẩy từ ngày này qua ngày nọ, từ thất này đến thất kia. Đó là sự phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử mà con người chúng ta ngày hôm nay đang cưu mang đó. Kính thưa quý Phật tử, từ cái ý thức hiểu được phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử đó, chúng ta có thể tạm dừng buổi thuyết giảng ngày hôm nay trong kinh Tháng Ma. Nhưng chúng ta không nghe lời kinh, nhưng mà chúng ta hãy nghe những tâm sự, nghe những nỗi niềm của các bậc thi nhân, thơ phú đang sống trong cuộc đời này. Nhưng chính họ đã nhìn thấy được rằng nỗi khổ triền miên của cuộc đời, sự thay đổi vô vàn từng sát na một trong tự thống, trong tự sự sống của con người qua hai lĩnh vực, đó là khi thế gian và hữu tình thế gian. Thưa quý đệ hữu, trong ra bến hoặc bờ mê, ngàn thu nửa chớp bốn bề một phương. Ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này, để ta tròn một kiếp say. Mà nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã gào thét, đã nói lên tâm trạng để hiểu được tinh thần giáo pháp của đạo Phật, để rồi ông ta hạ bút xuống viết rằng trong ra bến hoặc bờ mê. Nội hai chữ bến hoặc và bờ mê ấy không thôi là chúng ta cũng đã thấy được rằng nhận chìm con người và chúng sinh trong bến hoặc bờ mê đó như thế nào. Nhưng mà may thay Vũ Hoàng Chương đã hiểu được cái tinh thần giáo pháp của đạo Phật, cho nên ông ta đã sử dụng hai chữ là bến hoặc và bờ mê. Hoặc đó tức là hoặc lậu đó, hoặc đó tức là phiền não đó. Bến hoặc mà bờ mê thì thưa quý đạo hữu, còn có cái chữ nào hay hơn trong văn chương thi phú của một nhà thơ lớn cuối thế kỷ 20? Bến mà bến hoặc, bờ mà bờ mê, thì quả thật rằng chúng ta cứ mãi ở nơi cái bến phiền não đó, và chúng ta qua khỏi dòng sông, qua bên kia bờ kia cũng còn mê luôn, mà chưa có tẩy trừ được cái hoặc và cái mê đó. Ông ta hiểu tinh thần gia pháp của đạo Phật. Ngàn thu nửa chớp bốn bề một phương, ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này, để ta tròn một kiếp say. Kiếp say của Vũ Hoàng Chương, như quý nam nữ cư sĩ Phật tử đọc thơ Vũ Hoàng Chương, quý đệ hữu sẽ thấy được cái khai, cái say của Vũ Hoàng Chương như thế nào. Vậy thì tất cả những tâm trạng đó, tất cả những cái lời thơ đó, những sự suy tư và hiện thực trên tự thân của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đó đều nằm trong cái phạm trù của biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử. Và sao nữa thưa quý đạo hữu, phong trần đến cả Sơn Khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, buồn huyễn hóa khéo bày ra đấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau. Quý đạo hữu thấy biến dịch sinh tử chưa? Nỗi khổ đau của con người trong biển đời sinh tử ấy, dù biết rằng ngày hôm nay làm được thân người, nhưng mà chưa chắc làm được thân người là được hạnh phúc bình yên, mà không có sự trăn trở, không có sự khổ đau đang dàn trải ra trước mặt của mình. Như là một ôn như hầu trong cung oán ngâm khúc đã nói, phong trần đến cả Sơn Khê,
tang thương đến cả hoa kia cỏ này, tuồng huyễn hóa khéo bày ra đấy, kiếp phục sinh trông thấy mà đau. Có đau không thưa quý Phật tử? Không đau sao ngày hôm nay chúng ta ai cũng đều ở trong nhà hết, ai cũng đều phải mang khẩu trang khi chúng ta tiếp xúc với cộng đồng. Thực trạng nó là như vậy đó. Mà trong cung oán ngâm khóc, ngâm khúc Ôn Như Hầu đã thiết tha, đã trình bày cái tâm trạng của mình đối với sự tang thương của cuộc đời như thế đó. Và trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Quý đệ hữu thấy tinh thần giáo pháp của nhà Phật đã tuôn chảy vào trong những nền văn học văn chương của thi ca chưa? Và nếu ai trong chúng ta chịu khó đọc những án thi ca văn chương như thế này thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tự tình đó, cái tính chất đó, cái chất liệu đó nó đã nội hàm bao nhiêu tinh thần giáo pháp của nhà Phật ở trong những án văn chương tuyệt tác đó. Mà nếu ai trong chúng ta đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du thì chúng ta sẽ thấy được rằng bao nhiêu tinh thần giáo pháp nhân quả nghiệp báo của nhà Phật tồn trữ trong nội dung của Truyện Kiều thi hào Nguyễn Dung khi xưa. Và ngày hôm nay chúng ta học tinh thần giáo pháp thắng mang, để rồi từ chỗ đó chúng ta nghe lại những án văn thơ thi phú như thế đó mà chúng ta cảm khái được các nhà thơ, các nhà văn, các nhà thi ca đã phối kiểm lại cái tinh thần giáo pháp, đã biên soạn lại những lời giảng dạy mà đã có được từ ở trong kinh. Biên soạn lại không có nghĩa là như ý kinh đã nói, mà chuyển tải qua ý kinh bằng một cái trạng thái khác, bằng một ngôn ngữ khác, bằng một cái loại văn chương khác. Cho nên trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi. Thường thường người ta nói chết đuối là dưới dòng sông, ở dưới biển chứ, ở dưới nước chứ. Nhưng mà đằng này không, chết đuối ở trên cạn chứ không phải là chết đuối ở dưới nước. Quý đệ hữu thấy chưa? Lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Trong cuộc sống này chúng ta cưu mang bao nhiêu cái điều tang thương đó, mà cái điều mà chúng ta đang cưu mang sự tang thương trong cuộc đời này như là một bức tranh văn cẩu, như là một cái tuồng tạo hóa, như là một cái sân khấu của trường đời, của trò đời. Khi thì làm vua, khi thì làm tôi, khi thì cười, khi thì khóc, khi thì khổ đau, khi thì hạnh phúc, có đủ trên cái sân khấu của cuộc đời đó thưa quý Phật tử. Vậy thì chúng ta học được những lời giảng dạy của Đức Phật trong kinh Thắng Mang, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Hoa Nghiêm, quả thật rằng nếu ai trong chúng ta mà chịu khó suy tư nghiền ngẫm một cách chi li thấu triệt thì quả thật rằng như lời của Ôn Như Hầu trong cung oán ngâm khúc, bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Hoặc hay là đoạn Trường Tăng Thanh của cụ Nguyễn Du: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thưa quý đệ hữu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng đó có phải là biến dịch sinh tử không? Nếu mà không đau đớn lòng mà nó mang ý nghĩa của hạnh phúc, của giác ngộ, của giải thoát thì đâu có hình ảnh của biến dịch sinh tử ở trong đó để mà thấy đau đớn lòng. Mà Nguyễn Du nhìn cuộc đời con người của chúng ta là 100 năm đó thưa quý Phật tử. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, có mấy ai sống được 100 năm? Có chứ không phải là không, nhưng mà hiếm lắm. Chính vì cái hiếm đó mà người xưa đã nói rằng thất thập cổ lai hy. Người nào mà sống được 70 tuổi đó là
hiếm có lắm rồi đó, hy hữu lắm rồi đó. Cuốn nữa là 100 năm. Nhưng mà cụ Thi Hào Nguyễn Du đã nói rằng 100 năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 100 năm đó, những điều trông thấy. Tại sao 100 năm đó, những điều trông thấy đó không nói là những điều trông thấy đó là hạnh phúc, là bình an, là phước duyên, là tốt đẹp, mà những điều trông thấy đó lại là những điều trông thấy mà đau đớn lòng? Cụ Nguyễn Du nói như thế đó. Vậy thì chúng ta có nghe, lắng nghe tâm tư của cụ Nguyễn Du nói rằng con người sống 100 năm thấy những điều gì trải qua trước mắt của 100 năm đó mà đau đớn lòng. Nhưng mà ước mong rằng trên tinh thần học hỏi giáo pháp của Đấng Thế Tôn trong vai trò của một người nam nữ cư sĩ Phật tử, những điều trông thấy đó là những điều trông thấy của sự giác ngộ, bình yên và hạnh phúc, mà không phải là những điều trông thấy trong cuộc đời dàn trải, để rồi cái sự trông thấy đó là sự trông thấy khổ đau và bất hạnh của con người chúng ta hôm nay. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã lắng nghe những lời thơ của các thi hào, mà những thi hào đó họ đã hiểu được tinh thần giáo pháp của đạo Phật một phần nào, để rồi họ viết lại bằng một ý tưởng khác, ngang qua một hình danh sắc tướng khác. Trân trọng, kính cảm ơn và kính chào toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.